Kính chào quý vị. Thưa quý vị, sau 10 năm triển khai và 3 lần sửa đổi, luật quản lý thuế đạt được kết quả quan trọng. Dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi đã hoàn thiện với quan điểm đổi mới toàn diện hoạt động quản lý thuế nhằm xây dựng ngành thuế Việt Nam hiện đại, hiệu quả và quan trọng nhất là phù hợp với thông lệ quốc tế. Trong đó, dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi đã bổ sung thêm các quyền, tạo thêm thuận lợi cho người nộp thuế. Các quy định này sẽ có tác động toàn diện và ảnh hưởng tới hoạt động liên quan đến thuế của các doanh nghiệp trong tất cả các ngành nghề sản xuất đầu tư kinh doanh. Đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Tài chính thuế với các vệt đề tài liên quan đến những nội dung cụ thể trong lần sửa đổi luật quản lý thuế lần này, như phân loại hộ kinh doanh để đánh thuế, xóa nợ thuế hay bổ sung quy định về hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử. Còn trong số chuyên đề tuần này, mời quý vị cùng đến với những ý kiến của chuyên gia và doanh nghiệp về những thuận lợi và vướng mắc của dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi lần này. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tổng hợp sau đây của chúng tôi. Luật quản lý thuế có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2017 và được sửa đổi bổ sung 3 lần. Sau 10 năm triển khai và 3 lần sửa đổi, Tổng cục Thuế cho biết, dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi đã bổ sung các quyền, tạo thêm thuận lợi cho người nộp thuế. Cụ thể, người nộp thuế được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số thuế không được hoàn. Ngoài ra, dự thảo luật cũng bổ sung quy định thời hạn nộp hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán, thời hạn được khai bổ sung, thời hạn nộp thuế tính tiền chậm nộp đối với số thuế phải nộp tăng thêm qua khai bổ sung nhằm đảm bảo thống nhất, rõ ràng, minh bạch giữa người nộp thuế và cơ quan thuế. Một trong những thay đổi của dự thảo luật lần này là sửa đổi quy định về thời hạn khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Theo quy định hiện tại, cá nhân có từ hai nguồn thu nhập trở lên phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc số thuế nộp thừa có đề nghị hoàn. Để hỗ trợ người nộp thuế tổng hợp thu nhập trong năm trước khi thực hiện quyết toán thuế, giảm thiểu rủi ro, dự thảo luật quản lý thuế đã sửa đổi thời hạn quyết toán thuế đối với cá nhân là 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, kéo dài thêm 1 tháng so với thời hạn quyết toán của doanh nghiệp. Dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi cũng bổ sung quy định về hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử vì theo quy định hiện hành về in phát hành, sử dụng hóa đơn được xây dựng cơ bản để áp dụng quản lý đối với hóa đơn giấy. Bên cạnh đó, để thúc đẩy giao dịch điện tử, dự thảo luật quản lý thuế đã bổ sung những quy định liên quan đến quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Theo đó, cơ quan thuế xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai rộng rãi các dịch vụ thuế điện tử như khai thuế điện tử, hóa đơn điện tử, nộp thuế online, bổ sung quy định trách nhiệm của các bộ ngành, đơn vị liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của các tổ chức cá nhân với cơ quan thuế. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, thủ tục khai thuế, tính thuế, nộp thuế tại dự thảo luật đã bổ sung nhiều quy định nhằm đảm bảo tính thống nhất, rõ ràng, minh bạch giữa người nộp thuế và cơ quan thuế. Chính bởi dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi đã bổ sung nhiều quy định mới đáp ứng được yêu cầu của cải cách thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế nên đã được cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia đánh giá rất tích cực. Tại một buổi hội thảo mới đây do Tổng cục Thuế phối hợp với Hội Tư vấn Thuế Việt Nam và VCCI tổ chức để góp ý hoàn thiện dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi thì hầu hết các doanh nghiệp, đại lý thuế và các chuyên gia đều cho rằng dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi đã bổ sung thêm các quyền, tạo thuận lợi cho người nộp thuế như người nộp thuế được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số thuế không được hoàn. Cho nên người nộp thuế thì phải là trung tâm của cái luật này. Và cái điều đầu tiên đó là luật quản lý thuế phải tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ của mình. Và trong luật này thì chúng tôi thấy rằng là có hai cái nội dung rất là quan trọng. Đó là trước kia các cái thủ tục về hoàn thuế thì người ta không biết là cơ quan thuế tính toán như thế nào, thời hạn nộp thuế là ra sao. Nhưng bây giờ trong quá trình từ khi chuyển hồ sơ lên cho đến khi có kết quả hoàn thì người nộp thuế được quyền trao đổi, được quyền biết là nội dung căn cứ ấn định thuế hoàn thuế để có những cái yêu cầu giải đáp đối với trường hợp là thuế của mình hoàn đã đúng hay chưa. Thì cá nhân tôi đã cùng đi sát rất nhiều các doanh nghiệp mà có vốn đầu tư nước ngoài trong quá trình thực hiện cái luật quản lý thuế cũ trong suốt 11 năm qua. Và khi mà đọc các cái dự thảo của luật quản lý thuế mới hiện nay thì thấy rằng là có một cảm giác nó rất là một cái cảm giác rất là tích cực liên quan đến cái dự thảo mới này. Cụ thể liên quan đến tăng cường tính minh bạch này, phù hợp với cả các cái quy định về thông lệ quốc tế cũng như là các cái xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, và đồng thời tăng cái sự cân bằng giữa quyền lợi của người nộp thuế cũng như là cái nghĩa vụ của họ. Ngoài ra, dự thảo luật cũng bổ sung quy định thời hạn nộp hồ sơ thuế, thời hạn được khai bổ sung, thời hạn nộp thuế tính tiền chậm nộp đối với các số thuế phải nộp tăng thêm qua khai bổ sung nhằm đảm bảo tính thống nhất, rõ ràng, minh bạch giữa người nộp thuế và cơ quan thuế.
Và đặc biệt, một trong những thay đổi của dự thảo luật lần này là sửa đổi quy định về thời hạn khai quyết toán thu nhập cá nhân. Theo quy định hiện tại, cá nhân có từ hai nguồn thu nhập trở lên phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc số thuế nộp thừa có thể đề nghị hoàn. Thế nhưng lần này luật thuế có sửa đổi về chính sách có rõ ràng và minh bạch hơn, nhất là với thời gian hoàn thuế và những thời gian hoàn thuế và đồng thời là nếu có được hoàn hay không được hoàn thì trong chính sách lần này cũng nói rất rõ là đối tượng ấy có được hoàn hay không, cũng tạo điều kiện cho người nộp thuế họ hiểu hơn về chính sách và họ làm rõ hơn. Thông qua luật sửa đổi lần này thì về phía doanh nghiệp của chúng tôi thấy là rất mừng, đáng mừng. Và thời hạn 90 ngày là có thể là hạn hẹp, thì bây giờ luật lần này là kéo dài cái thời hạn đấy ra 120 ngày mới phải quyết toán, và quá cái 120 ngày đó lúc đó mình không nộp thì mới xử lý là chậm nộp. Và đối với những trường hợp nếu những người nộp thuế mà có tiền thuế phải hoàn hoặc là nộp thừa mà họ 120 ngày họ chưa quyết toán, thậm chí là gì cả năm họ không quyết toán, họ chưa hoàn thì không bị phạt chậm nộp, bởi vì đó là không phải là thiếu thuế cho ngân sách nhà nước, vân vân. Theo các chuyên gia, mặc dù đã có quy định về hóa đơn điện tử nhưng chưa bắt buộc áp dụng rộng rãi mà vẫn cho phép doanh nghiệp được sử dụng đồng thời nhiều hình thức hóa đơn, nên đa số các doanh nghiệp vẫn lựa chọn sử dụng hóa đơn giấy, chỉ một số ít doanh nghiệp lựa chọn áp dụng hóa đơn điện tử. Do đó, dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi cũng bổ sung quy định về hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử nhằm giúp cơ quan thuế quản lý dễ dàng cũng như hạn chế được tình trạng trốn thuế, gian lận thuế hay hóa đơn giả. Sử dụng hóa đơn điện tử vào trong hoạt động của doanh nghiệp thì tôi thấy đây là bước tiến lớn và nên áp dụng sớm. Và tôi cũng rất là tán đồng với ý kiến của ông Cao Anh Tuấn là có cục trưởng cục thuế đấy, tức là tiến tới nếu áp dụng hóa đơn điện tử này và ứng dụng những cái công nghệ 4.0 thì có thể tiến tới là xóa bỏ hoàn toàn cái việc kê khai thuế. Bên cạnh đó, dự thảo luật quản lý thuế lần này đã có nhiều nội dung sửa đổi thông thoáng tạo điều kiện cho doanh nghiệp thông qua những quy định rõ ràng minh bạch hơn như thanh kiểm tra thuế hay xử phạt về chậm nộp nếu cơ quan thuế hướng dẫn sai. Vấn đề mà xử phạt về chậm nộp, thiếu tiền thuế thì người nộp thuế rất là lo lắng. Tuy nhiên có những cái do chậm nộp hoặc là do thiếu tiền thuế là do người nộp thuế, nhưng mà cũng có trường hợp là do văn bản của cơ quan thuế hướng dẫn không đúng. Có thể là ở tổng cục thuế hướng dẫn thế này, những đôi lúc ở địa phương cục thuế lại hướng dẫn khác đi. Thì như vậy, cái việc văn bản của cục thuế địa phương hướng dẫn khác, thì lúc đó người nộp thuế lại thực hiện theo văn bản của cục thuế địa phương. Sau đó đoàn thanh tra kiểm tra của tổng thuế kiểm tra lại, thì lại là tăng số thuế phải nộp lên. Và hiện nay thì trường hợp đó, theo pháp luật, thì vẫn phải là tính tiền chậm nộp, vẫn phải phạt. Thì bây giờ luật đưa ra rất rõ là gì? Trường hợp đó do văn bản của cơ quan thuế, thì người nộp thuế không phải bị xử phạt, không phải tiến tiền chậm nộp. Người nộp thuế khi mà đã tiến hành thực hiện đúng các cái hướng dẫn, văn bản hướng dẫn của cơ quan thuế, thì khi mà có những cái thay đổi điều chỉnh của cơ quan thuế thì sẽ không bị tính phạt và tính chậm nộp. Cũng giống như là liên quan đến thời hạn mà kê khai bổ sung thuế, là trước đây là khi mà cơ quan thuế họ đã ban hành cái quyết định thanh tra kiểm tra thì người nộp thuế không được phép là kê khai bổ sung. Nhưng đến thời theo cái quy định nội dung trong cái dự thảo này thì ngay bản thân sau khi mà cơ quan thuế đã thanh tra kiểm tra đã ra cái biên bản quyết định nhưng mà các người nộp thuế vẫn được phép là sửa đổi. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực, một số doanh nghiệp cho rằng dự thảo luật nên tăng thời gian chuẩn bị hồ sơ đối với doanh nghiệp để việc kê khai được đúng đủ số thuế phát sinh. Ngoài ra cần có những quy định mềm dẻo về cưỡng chế thuế để các doanh nghiệp có điều kiện phát triển kinh doanh và trả nợ cho ngân sách nhà nước. Theo đánh giá từ phía các doanh nghiệp và chuyên gia kinh tế, dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi lần này đã có những điểm mới tích cực hỗ trợ cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những khó khăn cũng như vướng mắc gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc gia nhập thị trường. Cụ thể với những khó khăn đối với các doanh nghiệp ra sao? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi. Theo cộng đồng các doanh nghiệp, việc doanh nghiệp đang hoạt động mà tạm ngừng một năm thì không nhất thiết phải thông báo với cơ quan thuế về việc hoạt động trở lại trước thời hạn theo dự thảo và cần phải có quy định rõ ràng về việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp. Vì trên thực tế, một số doanh nghiệp muốn làm thủ tục ngừng hoạt động giải thể nhưng không được cơ quan thuế xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, từ đó gặp phải rất nhiều khó khăn, nhất là trong việc chuyển nhượng tài sản cho đối tác. Thì theo quy định là nó sẽ tạm dừng một năm. Thế bây giờ nó có cơ hội nó kinh doanh thì phải cho nó kinh doanh bất kỳ lúc nào, chứ tại sao đấy nó phải khai báo với anh chị là mới được kinh doanh. Từ cho như thế là anh chị cương trói doanh nghiệp và hạn chế cái quyền được kinh doanh của người ta. Nên để như bây giờ chứ không có kê khai bắt người ta kê khai đăng ký trước khi khởi phục. Bởi vì khi mà người ta đã khởi phục kinh doanh thì người ta trong cái kỳ đó người ta sẽ gửi ngay cái báo cáo thuế cho anh chị và cho công ty biết ngay rằng là người ta đã quay trở lại kinh doanh, chứ chúng ta không nên có cái điều kiện đó.
Với mục đích giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp và nâng cao vai trò của đại lý thuế, trong dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi lần này, Bộ Tài chính có đưa ra điều khoản cho phép đại lý thuế được làm dịch vụ kế toán. Điều này nhận được một luồng ý kiến phản đối với quan điểm dự thảo luật không nên quy định chồng lấn với luật kế toán, vì điều kiện để hành nghề kế toán hiện nay là rất khó với yêu cầu rất cao về chất lượng, trình độ đòi hỏi phải đáp ứng nhiều điều kiện về vốn, cập nhật kiến thức, thời gian, kinh nghiệm. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng trong tương lai, khi thực hiện cơ chế một cửa quốc gia hiện đại hóa, các thủ tục thuế được thực hiện tối đa bằng công nghệ thông tin sẽ khiến chức năng của đại lý thuế trở nên hạn chế, khi đó việc áp dụng thêm dịch vụ kế toán trở thành điều vô nghĩa. Tức là nếu mà áp dụng hóa đơn điện tử này và ứng dụng những cái công nghệ 4.0 thì có thể tiến tới là xóa bỏ hoàn toàn cái việc kê khai thuế, và thậm chí là kể cả kế toán tài chính mà chúng ta quen thuộc kế toán thuế đấy. Thế thì cũng chính vì thế tôi nhận thấy một điều là nếu mà ở cái điều linh tư để các đại lý thuế được làm dịch vụ kế toán thì liệu nó có mâu thuẫn quá không, hoặc là cái tâm nhìn của luật nó có ngắn quá không? Bởi vì cái việc làm kế toán vì mục đích thuế tất cả đều ứng dụng công nghệ nó sẽ xóa bỏ hoàn toàn. Nhưng mà bây giờ nếu luật quản lý thuế mà lại quy định về cái việc đại lý thuế cho phép hành nghề kế toán thì tôi sợ rằng nó sẽ mâu thuẫn với việc mà Bộ Tài chính đưa ra ba cái thông tư đó, với quan điểm rằng nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán là đảm bảo cái dịch vụ kế toán không rủi ro với lại cho các doanh nghiệp trong xã hội, đồng thời nâng cao tính hội nhập với các cái dịch vụ kế toán trong khu vực. Theo ý kiến từ các tổ chức và các chuyên gia, vẫn còn những vướng mắc cần bổ sung trong dự thảo lần này liên quan đến phạm vi của luật quản lý thuế hiện nay, khi có rất nhiều nội dung thuộc các luật chuyên ngành thuế quy định quá chi tiết, cụ thể những vấn đề lẽ ra thuộc phạm vi điều chỉnh của các văn bản dưới luật, các luật chuyên ngành, luật hải quan. Bên cạnh đó cũng chưa có những quy định rõ ràng về việc thanh kiểm tra thuế, nên phần nào đó vẫn gây khó khăn cho doanh nghiệp. Luật sửa đổi thuế lần này thì tôi thấy là có một cái điểm mà chúng tôi cũng đương phải trao đổi lại rất là nhiều, đó là cái quyền của đại lý thuế. Khi mà cán bộ muốn kiểm tra thanh tra doanh nghiệp thì đương nhiên là xuống trụ sở của doanh nghiệp rồi, nhưng nó đương mắc ở cái khía cạnh là hồ sơ của doanh nghiệp về thuế thì lại do đại lý thuế quản lý. Thế cho nên là chúng tôi cũng rất mong muốn là luật nếu mà được đưa vào nữa, tức là đưa rõ nét hơn là sau khi kiểm tra trụ sở của doanh nghiệp thì nên xuống đại lý thuế để tiến hành các cái bước tiếp theo cho doanh nghiệp về thanh tra kiểm tra, về hóa đơn chứng từ, thì tốt hơn là hiện tại chúng tôi vẫn cứ phải đi giao dịch với cán bộ thuế là mời xuống, và có những người thì họ rất là thông cảm thì họ xuống, nhưng có những người thì họ khăng khăng họ làm theo luật và họ cứ bắt là chúng tôi phải chuyển lại chứng từ lên đơn vị. Thế thì nó có cái mắc là chúng tôi là một trong những đại lý thuế làm lại toàn bộ hồ chứng từ thì về đơn vị chúng tôi, và cái phần mềm thì làm ở trên server của chúng tôi chứ không phải làm ở doanh nghiệp. Cho nên là về kế toán thì chúng tôi không thể nào mà mang cả cái server ấy đi được. Thì đấy là một cái điều mà hiện nay đương rất là mắc đối với chúng tôi. Cả cái cơ quan về cái quyết định về cả cái vấn đề là kết quả kiểm tra thanh tra thuế thì là hiện nay là mới đề cập chưa đầy đủ. Thì vậy thì phải làm rõ thêm để cho khi thực hiện thì nó dễ dàng hơn. Đấy. Hoặc là cả cái vấn đề về xử phạt thì cũng cần phải quy định nó rõ ràng hơn. Đây là cái thứ hai, cái thứ ba nữa là các cái nguyên tắc để đưa vào. Thì mặc dù nó là đã tiếp cận với quốc tế, là tiếp cận với những cái quản lý thuế hiện đại, nhưng mà cần phải được cụ thể hóa trong các cái luật thuế cụ thể. Thì lúc đấy cái mới có cái tác dụng trong cái quản lý và trong cái người thực thi. Dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi lần này tuy vẫn còn nhiều nội dung chưa sát với thực tế, nhưng các doanh nghiệp và chuyên gia vẫn đánh giá tích cực về những điểm đổi mới hỗ trợ cho người nộp thuế như quy định về hóa đơn điện tử, quy định về quyền của người nộp thuế, cũng như sự cầu thị của ban soạn thảo dự thảo khi lắng nghe các ý kiến đóng góp từ phía người nộp thuế. Dự án luật quản lý thuế sửa đổi đã được đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh khóa 14 của Quốc hội. Theo kế hoạch cuối tháng 8 năm 2018, dự án sẽ được trình Chính phủ. Trong tháng 9, sẽ phối hợp với Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội thẩm định, sau đó báo cáo xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Dự án sẽ trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm nay và Quốc hội cho ý kiến lần hai vào kỳ họp đầu năm sau. Dự kiến luật quản lý thuế sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Đến đây thì chương trình Tài chính thuế cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.